khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 29: Thế nào là bậc pháp khí? Cái bệnh lớn nhất của người hiện đại chính là không có lòng nhẫn nại. Họ không biết cái gì gọi là tu hành. Năm xưa, khi tôi đi đến Đài Trung cầu học với cư sĩ Lý, lão cư sĩ chỉ định tôi xem bộ sách đầu tiên là Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiền Lâm Bảo Huấn tổng cộng có hơn 300 điều, trong đó đều là dạy người phải nên làm thế nào là phát tâm, làm thế nào để thân cận thầy bạn. Xem qua rất là cảm động. Tôi ấn tượng rất là sâu sắc chính là có một người tham học. Con người này học lực rất tốt, thế nhưng lão hòa thượng giống như oan gia đối đầu với anh vậy. Có làm thế nào ngài cũng không thấy vừa mắt, vô duyên vô cớ mắng anh ta, đánh anh ta. Thế nhưng anh ấy rất tốt, lão hòa thượng có nhục mạ thế nào anh ấy vẫn không bỏ đi, vẫn là ngồi ở dưới tòa để nghe kinh. Có một hôm, lão hòa thượng đem nước rửa chân đổ từ trên đầu của anh đổ xuống, anh ấy vẫn nhẫn chịu, vẫn không bỏ đi. Sau cùng lão hòa thượng tức giận, trực tiếp hạ lệnh đuổi anh ta đi. Việc này thì anh ấy không còn cách gì. Anh ấy có bỏ đi hay không vậy? Vẫn là không đi. Anh ấy đến bên ngoài miếu tìm một nơi để ở, ở bên ngoài bức tường, dưới cửa sổ mà nghe kinh. Vẫn là không đi. Lão hòa thượng vẫn biết là như vậy. Như vậy mà trải qua 3 năm sau, lão hòa thượng muốn truyền pháp, cũng giống như ngài Ngũ Tổ truyền pháp vậy, phải tìm người kế thừa để truyền pháp. Những đại đệ tử mỗi mỗi đều cho rằng là chính mình. Kết quả là lão hòa thượng vừa tuyên bố, bảo người ngồi bên ngoài đó vào đây, liền truyền pháp cho anh ấy, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy mới biết được lão hòa thượng ra nhiều bài để tôi luyện, chính là bồi dưỡng đức hạnh cho anh ấy. Anh ấy đã được chọn rồi, lão hòa thượng mới cố ý tôi luyện anh như vậy, sau cùng truyền pháp cho anh ấy. Cho nên nhất cử nhất động của anh ấy, lão hòa thượng đều rất rõ ràng, tường tận. Việc này chúng ta rất là cảm động. Cho nên học đạo phải thân cận một lão sư tốt. Trải qua 3-4 năm, vị lão sư này không nói với bạn một câu, chỉ bảo bạn đi làm việc khổ cực, việc vặt vãnh. Có người làm mà tâm không phục. Tôi đến nơi đây là để cầu pháp, cái gì cũng không cầu được. Thế là lặng lặng mà ra đi, bỏ đi mất. Bỏ đi thì để cho họ đi. Đây là gì vậy? Người này không thể dạy, không có tâm nhẫn nại thì người không có thể có được thành tựu. Do đây có thể biết, tu hành việc đầu tiên là tu cái gì vậy? Tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật tu thành rồi, tất cả những thứ mà bạn đã đạt được thì không thể mất đi. Tất cả pháp đắc thành ư nhẫn. Nếu như bạn không có cái tầng công phu này, lão hòa thượng dạy bạn thứ gì, dạy đến sau cùng thì thế nào? Bạn sẽ háo danh trèo cao, cống cao ngã mạn, chính mình cho rằng là hơn người, đến sau cùng thì thân bại danh liệt. Kết quả tất nhiên sẽ là như vậy. Cho nên, thế nào là bậc pháp khí? Xem thấy mức độ chịu khó của họ, xem thấy sự nhẫn nại của họ, con người này sẽ có thành tựu to lớn. Với sự nhẫn nại của họ mà quyết định,
thành công lớn hay nhỏ. Công phu của họ càng sâu thì thành tựu của họ càng lớn. Nhẫn được cạn thì thành tựu của họ nhỏ. Đây là đạo lý nhất định. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.